Làm lễ xong đền chúa thác bờ, anh em chúng tôi lại lên thuyền đi sang đền thờ chúa thác bờ. Đền thờ chúa thác bờ, bà được thờ ở rất nhiều nơi, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là đền chúa thác bờ tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong, và đền chúa thác bờ tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc. Trước đây tại xã Hào Tráng, huyện Đà Bắc, có một ngôi miếu và một ngôi đền đều thờ chúa thác bờ. Miếu và đền đều có thủ nhang riêng. Khi đập thủy điện Hòa Bình được xây dựng, thủ nhang miếu đưa miếu lên xã Thung Nai, huyện Cao Phong và trở thành đền chúa thác bờ Thung Nai. Thủ nhang đền đưa đến lên xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc và trở thành đền chúa thác bờ Vầy Nưa. Đền chúa thác bờ Vầy Nưa được coi là đền chính vì nơi đây là nơi thân xác chúa trôi về và là đền cổ. Trong đền vẫn còn lưu giữ được quả chuông đồng Đức Từ Lâm Thành Thái thứ 6 và hai pho tượng đồng của chúa thác bờ. Đền Vầy Nưa thuộc sự quản lý của nhà nước bởi đền đã được công nhận là di tích lịch sử. Còn đền Cao Phong hiện nay vẫn do tư nhân quản lý. Hai đền cách nhau khoảng 15 phút đi đò và cũng chỉ cách cận thác bờ khoảng 15 phút đi đò. Nơi này cũng thờ vong chúa vì tương truyền đây là nơi chúa cất giữ lương thảo giúp vua Lê Lợi nuôi quân. Có một số tài liệu cho rằng đền Thung Nai thờ chúa thác bờ người Dao, đền cổ thờ chúa thác bờ người Mường. Thực ra chỉ có một bà chúa thác bờ, cả hai bà người Mường và người Dao đều là hiện thân của chúa thác bờ người Mường. Đoàn mình đã làm lễ xong đền thờ chúa thác bờ Thung Nai và đang đi sang đền thờ chúa thác bờ Vầy Nưa để làm lễ. Mời các bạn theo mình sang bên này. Trong sự hiểu biết của mình thì mình cũng tìm hiểu qua lịch sử và sự tích. Nếu có cái gì sai sót thì các bạn thông cảm, vì mình cũng tham khảo qua sách vở và những người dân nơi đây và người lái thuyền. Đã đến thuyền đền thờ bà chúa thác bờ Vầy Nưa, mời các bạn cùng mình lên trên làm lễ và xem cảnh quan nơi đây xem có gì. Hola.
chó. Trang chó. Đấy mà. Trước mình hay ăn ở cái nhà này. Và Thu Lập.
xem.